Hello cả nhà, ở đây tại chương trình tối nay 8:30 người mở lên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp đây. Tú Quý. Dạ. Em chào Thanh Bình, em chúc mình vui vẻ hạnh phúc, an lành an lạc. Hey anh Vũ, tối nay mọi người mở truyền hình lên nghe, 8:30 anh Vũ sẽ trực tiếp với chị Phương Hằng. Thưa quý vị, từ xa xưa con người đã như vậy, con người luôn gắn bó và không thể tách rời với thiên nhiên. Bao thuở cha ông đi khai hoang mở đất, gieo hạt trồng cây để tồn tại. Tổng duyệt chương trình nghe các bạn, thứ đồ nè, tổng duyệt chương trình, cái bóp đâu, có này bắt đầu này cả nhà. Hôm nay mình sẽ là một anh chàng nông dân, nhà thiết kế Tâm Bình. Hello cả nhà thiết kế Tâm Bình nghe là tài trợ và trong cái chương trình nhà cổ nhạc này, các anh chị em trai xinh gái đẹp bận đồ của Tâm Bình nghe. Đây nhà thiết kế. Hôm nay là ngoài hôm nay bạn thử đồ cho tất cả những cái diễn viên và các ca sĩ nghệ sĩ nha. Dạ. Những bộ đồ mà bạn ở trên sân khấu tối nay 8:30 trên chân cổ nhạc đó là Tâm Bình nha. Chào mọi người đi Phú Quý. Dạ em nói sao cái nhạc Phú Quý? Em không quan ngôi sao, em của anh Bình. Em chúc mọi người hai nghệ sĩ ưu tú Phú Quý. Trời ơi, em không có ưu tú đâu. Anh chị sĩ nhân dân chứ mà. Dạ mọi người xong nhớ và ủng hộ cái quán phở khô của anh Khánh Bình nghe. Cái chợ Hưng Long luôn dễ chợ tìm. Chợ Hưng Long dễ tìm lắm. Chợ Hưng Long mình chắc dễ lắm. Đúng rồi, nếu Phú Quý rảnh Phú Quý qua ăn ủng hộ anh. Ok. Dạ. Đây những cái áo dài thước tha của Tâm Bình nha. Hello cả nhà. Sắp xong rồi. Tối nay cả nhà mà nghe rõ chưa? Bây giờ con giảng bây giờ được chưa? Sao ta hồi hộp quá. Trời ơi, có cái gì đâu hồi hộp. Chỉ còn tới giờ mình nhấn. Đây là giờ chương trình. Là bắt ta tự tìm niềm vui tiếng của ba thêm. Ba sợ. Không, con sợ là cho ba xấu hổ. Không thì để ba nói cho tụi con nghe. Ba biết là ba đã già rồi. Chính vì vậy nên không muốn làm gánh nặng cho ai con. Nhưng con nghĩ rằng cả là mẹ nhớ con đời trách nhiệm. Vì vậy nên người đã xuất hiện thật. Không phải con không quen nhưng mình ngồi mẹ nhau. Mà sống vì con và giữ vì con. Mà không còn ba đã đời cái giá trị là kinh tế sáng mà đi sáng quay.
cái khoe meo á, giá trị kinh tế, giá trị tinh thần, thành kinh tế mới có rồi. Mà tốt, mà chưa mắc, kiếm được chưa? Nhà ở đâu được chưa hả? Em về cái em buồn em mở chiếc con em giận. Chưa có nằm ở dưới. Đáng lẽ vậy, chiều nay em phải ghi một cái giấy là em về người là em xin lỗi tất cả mọi người. Em nói thì bây giờ em xin lỗi người này. Bây giờ em nói anh đi. Hồi chiều anh đăng lên anh lấy là em mắc cái bông mình. Thì anh em có rồi. Vì sự hớ hên của em mà làm ghi chị cả đại chị mình. Bạn 7.000 like. Xin lỗi. Quét nhớ. Cái chiếc bông mặt sòn về cái thơ buồn dữ lắm luôn. Cái khi mà chị Thơ về phòng, chị Thơ mở chiếc bông bên này ra. Bài đầu nó bị cái bông ở dưới. Bài đầu đó. Thư dễ sợ luôn. Sáng đi đeo có một chiếc bông. Bởi vậy. Thôi chúc mừng em. Nhà thiết kế này. Tối nay các mình sẽ bằng nhà thiết kế Quỳnh Tâm á. Đây bộ đồ Khánh Bình này. Áo bà ba đơn giản đây mà. À, chị Phương Hằng với anh Vũ hát bài áo anh sức chỉ đường ta. Em anh bằng dừa luôn nè. Em mốt mai bà mai là cái form đó dừa đó. Thấy cái quần này bằng không thấy bình thường ha. Đúng không? Thấy bình thường gì đâu. Rồi chuẩn bị. Ba. Nghe giạt rào tình thương cánh chim giang hồ đấm trời giữa trời bước chân lãng xù với chim mong thôi cái